Những vụ việc liên quan đến tình tiền thì thời nào cũng vậy, luôn thu hút được sự hiếu kỳ, tò mò của dư luận. Và chắc là nhiều người trong chúng ta vẫn còn nhớ tới vụ án tiêu tốn biết bao nhiêu giấy mực của báo chí liên quan đến Trương Hồ Phương Nga, Hoa hậu người Việt tại Nga với cáo buộc lừa đảo tài sản. Vụ án đã khép lại cách đây một năm với việc trả tự do cho bị cáo này và yêu cầu điều tra bổ sung. Tuy nhiên mới đây thì cơ quan công an thành phố Hồ Chí Minh vừa có quyết định phục hồi điều tra bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và người bạn thân là Nguyễn Đức Thùy Dung sau một thời gian tạm đình chỉ. Sau khi có kết quả trưng cầu giám định tài liệu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ điều tra đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra vào năm 2012-2013. Đồng thời hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ bị can đối với Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung. Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã ra quyết định phục hồi điều tra vụ án và phục hồi điều tra đối với hai bị can. Trước đó, Trương Hồ Phương Nga đã có đơn từ chối luật sư gửi đến cơ quan điều tra để thông báo về việc từ chối 3 trên 4 luật sư đã tham gia bào chữa cho cô ở phiên tòa sơ thẩm. Hiện, Hoa hậu Phương Nga chỉ yêu cầu mỗi luật sư Phạm Công Hùng, nguyên thẩm phán tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh bảo vệ quyền và lợi ích cho mình. Luật sư Phạm Công Hùng cũng đánh giá rằng việc phục hồi điều tra là động tác bình thường trong quá trình tố tụng. Ông này cũng lạc quan cho rằng kết quả giám định lần này sẽ có lợi cho Phương Nga. Mọi vấn đề của vụ án đã được làm sáng tỏ tại phiên tòa. Ở phía ngược lại thì trả lời báo chí, luật sư của ông Cao Toàn Mỹ cho biết đánh giá cao động thái này của cơ quan điều tra. Việc vụ án kéo dài đã làm ông Mỹ tốn nhiều công sức tiền bạc. Tuy nhiên, ông Mỹ sẽ tiếp tục theo đuổi vụ án đến cùng, bởi ngoài số tiền bị lừa thì ông Mỹ đã mất cả hình ảnh, uy tín, công việc làm ăn. Vâng, xin được nhắc lại với các bạn là Trương Hồ Phương Nga là hoa hậu người Việt tại Nga bị ông Cao Toàn Mỹ tố cáo là lừa đảo chiếm đoạt của Mỹ 16,5 tỷ đồng thông qua việc mua nhà giá rẻ kiếm lời. Sau khi khởi tố thì công an đã bắt tạm giam Trương Hồ Phương Nga cùng với bạn là Nguyễn Đức Thùy Dung. Tuy nhiên, suốt quá trình điều tra và truy tố thì Nga giữ quyền im lặng, không hợp tác với điều tra viên, không khai báo bất kể tình tiết nào. Trương Hồ Phương Nga một mực cho rằng số tiền 16,5 tỷ đồng mà ông Mỹ chuyển cho Nga xuất phát từ việc hai bên có quan hệ tình cảm, chứ không có việc Nga lừa ông Mỹ lấy số tiền trên. Và đây là một trong những vụ án liên quan đến tình tiền gây tốn nhiều giấy mực nhất trong những năm vừa qua.